Hi, Mesa, konnichiwa, xin chào tất cả các bạn. Điện ngữ Hoa Sen đã quay trở lại đây và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp quen N4. Và trước khi vào một ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua một ảnh. Hey, kono wa mitte kudasai. Hồi đây là ông của mình ha. Thì ông mình là sao ta? Đúng rồi, các bạn nhìn thấy bức ảnh ông mình bên tay trái là bạn ông đang bị gì ta? Đúng rồi, bị bệnh nên ông uống thuốc ha. Nên là ông hy vọng sao? Khi sau khi uống thuốc rồi sẽ như thế nào ta? Đúng rồi, sẽ khỏi bệnh đúng không các bạn? Ha. Thì nhưng mà sao? Các bạn nhìn thấy bức tranh kế bên là gì sao? Dù đã uống thuốc rồi nhưng mà thế mà sao bệnh vẫn gì vẫn chưa khỏi hoặc là vẫn chưa khỏe đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là kusuri o nonda no ni genki ni narimasen deshita. Là gì? Đã uống thuốc rồi thế mà vẫn gì chưa khỏe ha các bạn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ học mẫu câu no ni, thì để hiểu ở mẫu của chút no ni thì chúng ta cùng đi qua cùng một chút. Thì ở chúng no ni thì chúng ta sẽ có động từ futsuke cộng cho no ni và có tính từ đuôi y thì chúng ta vẫn giữ nguyên cộng cho no ni các bạn ha. Rồi nếu mà tính từ đuôi na thì chúng ta vẫn giữ na cộng cho na no ni thì các bạn. Rồi nếu mà là danh từ thì chúng ta cũng là na theo đường sau và no ni được chưa các bạn? Na no ni, tính từ đuôi na và danh từ thì chúng ta thêm na ở đằng sau cộng cho no ni thì được. Rồi cái ý nghĩa của cái mẫu có chút no ni này là thế mà vậy mà, giống như nãy câu ví dụ mình đã nói là gì, kusuri o nonda no ni genki ni narimasen deshita, là gì, dù đã uống thuốc rồi vậy mà gì vẫn chưa khỏe lại ha các bạn ha. Rồi mình sẽ nói ngắn gọn cái cách dùng của mẫu của chút no ni này ha, là diễn đạt gì việc không đạt được kết quả như mong đợi đúng không các bạn, trong mong đợi như một trong cái hành động nào đó, ví dụ như là diễn đạt nghịch lý. Ví dụ như hồi nãy các bạn nhìn thấy cái câu ví dụ là ông đã uống thuốc rồi thì ông hy vọng là sao sẽ khỏe lại ha, nhưng mà sao các bạn, nhưng mà nó lại ngược lại với cái hy vọng của ông là sao, nó vẫn chưa khỏe ha các bạn ha. Thôi điểm khác biệt các bạn cần lưu ý giữa gap đến một là gì, nó bao hàm những tình cảm cảm giác mạnh mẽ của người nói như sự bất mãn không ngờ đúng không các bạn, không ngờ ví dụ như uống thuốc rồi mà không ngờ là nó vẫn chưa khỏi ha các bạn ha. Idiscut. Rồi để hiểu rõ một chút nô ní thì chúng ta cùng nhau đi qua một câu ví dụ. Rồi các bạn nhìn thấy các bạn nữ này ha, giặt đã gì, đúng rồi ha, đã bỏ đồ vô vào máy giặt, đã giặt rồi ha, nhưng mà sao vậy mà gì vẫn còn dơ ha các bạn ha, vẫn còn những cái vết bụi bẩn ở trên áo các bạn ha. Nó đi ngược lại cái nghịch lý là gì, giặt đồ thì các bạn nghĩ là nó sẽ sạch nhưng mà sao là nó lại đi ngược lại là nó vẫn là giờ các bạn, vẫn còn giờ các bạn ha. Rồi thì chúng ta sẽ có mẫu câu là sentaku shita no ni kitanai desu, là gì, đã giặt đồ rồi thế mà gì vẫn còn giờ ha. Sentaku shita no ni kitanai desu. Hay đi desu ka? Hay mo ichido yatte kudasai. Sentaku shita no ni kitanai desu. Hay đi desu ne. Rồi để hiểu rõ một chút no ni thì chúng ta cùng nhau đi qua cùng người ta. Hay satsuku renshu shimashou. Hay cô ơi mình tiệt là sao? Thôi các bạn nhìn thấy cái món này là món gì ta? Đúng rồi, sticky bistec. Là cái món gì? Đúng rồi ha, bò bistec ha các bạn ha. Rồi cái món này, cái món bò này có trị giá là tới 1 man ha. Rất là gì? Giá rất là đắt, rất là cao ha. Thì các bạn nghĩ trước khi các bạn gọi cái order món này thì các bạn nghĩ nó là sao? Đúng rồi, đắt thì nó sẽ ngon nhưng mà sao? Thế mà ngược lại là sao? Nó không ngon tí nào ha. Thì chúng ta sẽ có một câu gì nào? Đúng rồi, từ ta cai này chúng ta vẫn tính từ đi, chúng ta vẫn giữ nguyên cộng cho no ni hay đi để cắt thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Soi desu ne, chúng ta sẽ có mẫu câu là kono steki wa takai no ni oishiku nai desu, là cái món steki này ha, cái món bistec này gì cao thế mà vậy mà sao không ngon chút nào hay đi để cắt hay mo ichido yatte kudasai. Kono steki wa takai no ni oishiku nai desu. Hay đi để cắt. はい、いいですね。はい。次の練習しましょう。はい、các bạn nhìn thấy các bạn nam ha, đây là bạn của mình. Các bạn nhìn thấy như thế nào? そうですね。とてもハンサムですね。Rất là đẹp trai ha. Thì các bạn nghĩ cái bạn của mình đẹp trai như vậy ha, thì chắc chắn sẽ có bạn gái rồi đúng không? Đúng rồi, các bạn nghĩ chắc chắn là vậy rồi ha. Nhưng mà sao? Nhưng mà đi ngược lại với suy nghĩ của các bạn đó là gì? Đó là 10 năm rồi là anh ấy vậy không có bạn gái ha. Thì chúng ta sẽ có câu gì nào?
Hansamu là tính từ đuôi na đúng không các bạn? Thì chúng ta vẫn giữ nguyên na, Hansamu na no ni, được chưa các bạn? Rồi chúng ta sẽ không có là gì? Rồi ですね Hansamu na no ni kanozo ga imase. Hay mỗi chữ đợi thì là sai. Hansamu na no ni kanozo ga imase. Chúng ta dịch câu này như thế nào nào? Đúng rồi, đẹp trai vậy mà hay gì? Chưa có bạn gái ha, いいですか? Hay いいですね? 次の練習しましょう。Rồi, các bạn nhìn thấy đây là ai ta? Đúng rồi, đây là học sinh gặp cái sinh nè. Nhưng mà bạn đó sao? Nhìn cái bức hình bên phải như thế nào? Đúng rồi, bạn nó không học hành gì cả bạn, nó chỉ ngủ trong lớp thôi ha. Thì chúng ta sẽ có gì nào? Gặp cái sinh là danh từ đúng không? Thì chúng ta vẫn giữ nguyên danh từ cộng cho na, cộng cho no ni. Được chưa các bạn? Rồi, chúng ta sẽ có câu gì nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ có một câu là Gakuse nano ni zenzen benkyou shimasen. Hay, một chút đợi thì kể lại Gakuse nano ni zenzen benkyou shimasen. Là gì? Học sinh vậy mà gì? Không có học một chút nào cả ha. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ thêm nano ni vào cái đường sau Gakuse ha. Thì là gì? Thế này các bạn, nếu mà các bạn là học sinh ha, thì mình nghĩ là gì, học sinh là phải gì, chăm chỉ học bài. Nhưng bạn này sao, hoàn toàn không có học gì cả ha. Gakuse nano ni zenzen benkyou shimasen, học sinh vậy mà không có học cái gì cả ha các bạn ha. いいですか? Hay. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố học cái chút này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới. Và các bạn hãy nhớ làm bài tập, và nếu bạn nào đạt 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu các bạn đã có thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Những Nụ Hoa Sen. Mata konnichiwa.